Mừng các bạn đã đến với khóa học Angular Router. Bài 2, chúng ta sẽ học về giao diện của router. Bài này thì chúng ta sẽ thêm file CSS như sau. Phần CSS này thì tôi sẽ để trong phần mô tả hoặc file đính kèm, các bạn chỉ cần download về và copy paste, chưa cần quan tâm sâu lắm. Đây, copy paste xong thì nó sẽ thay đổi giao diện của chúng ta như sau. Và chúng ta sẽ thêm một số dòng code để xác định là router nào vừa được nhấn. Ở trong thẻ A, tôi sẽ thêm một số đoạn code như sau: router link active bằng button active. Con lệnh này có nghĩa là khi người dùng click vào button này thì class của button sẽ thay đổi từ class button sang class button active. Ở dưới ta cũng thêm tương tự, tôi sẽ copy và paste xuống. Rồi, chúng ta sẽ quay trở lại web của chúng ta để kiểm tra sự thay đổi. Các bạn có thể thấy là router nào đang active thì sẽ sáng lên. Còn về trang chủ của chúng ta thì cả hai đều không sáng. Vậy là hết. Hẹn gặp lại các bạn bài tới.